Nghĩa xin kính chào quý khách hàng, cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với Beautiful Car, kênh YouTube chuyên biệt về ô tô chính hãng. Chúc cả nhà luôn luôn có những ngày tháng bình an, hạnh phúc, công việc thành công và sớm giải quyết 4 bánh để nâng tầm cuộc sống. Trong nội dung của video này, Nghĩa sẽ gửi tới toàn thể cả nhà thông tin về giá xe và khuyến mại của dòng xe Hyundai Tucson hiện tại đang có giá tốt nhất trên thị trường của dòng xe Hyundai với mức khuyến mại lên đến gần 70 triệu đồng. Hyundai Tucson là một dòng crossover 5 chỗ gầm cao rất được ưa chuộng tại Việt Nam, nằm cùng phân khúc với các đối thủ như Toyota Cross, Mazda CX-5. Hyundai Tucson được đánh giá rất cao về thiết kế đẹp, nhiều option tiện nghi. Hiện tại, Tucson đang phân phối 4 phiên bản bao gồm Tucson 2.0 máy xăng tiêu chuẩn, Tucson 2.0 máy xăng đặc biệt, Tucson 1.6 turbo tăng áp và Tucson máy dầu. Nghĩa sẽ cập nhật đầy đủ giá bán, chương trình khuyến mại, mức trả góp tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, tỉnh thành khác để cả nhà dễ cân đối về tài chính, sao có sự lựa chọn tốt nhất trước khi quyết định mua xe. Nếu cả nhà mình có yêu cầu review đánh giá ưu nhược điểm hay cập nhật giá cả chi tiết của bất kỳ dòng xe nào tại Việt Nam, xin vui lòng comment xuống phía dưới, Nghĩa sẽ trả lời bằng video cụ thể. Và dĩ nhiên, cả nhà cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh, bật chuông để cập nhật giá xe mới nhất và cả những chiếc ô tô lướt siêu đẹp liên tục về showroom, giúp cả nhà có thêm lựa chọn giữa xe cũ và xe mới. Đồng thời, nếu cả nhà quan tâm về đồ chơi, độ xe, kinh nghiệm sử dụng xe, vui lòng ghé qua kênh TikTok chuyên gia ô tô của Nghĩa để có những video bổ ích nhất. Sau đây sẽ là giá lăn bánh của tất cả các phiên bản Tucson tại Hà Nội, Sài Gòn và các tỉnh. Hyundai Tucson tiêu chuẩn giá niêm yết 783 triệu, giá lăn bánh tại Hà Nội 844 triệu, trả góp chỉ từ 264 triệu. Lăn bánh tại Sài Gòn 828 triệu, trả góp từ 248 triệu. Lăn bánh tại tỉnh 808 triệu và trả góp chỉ từ 228 triệu. Ngay phía dưới của video này trong phần mô tả có đường link yêu cầu báo giá. Cả nhà chỉ cần điền thông tin yêu cầu và số điện thoại, Nghĩa sẽ tiếp nhận và gửi chi tiết báo giá với cam kết giá luôn luôn tốt nhất thị trường. Tucson 2.0 bản đặc biệt giá niêm yết 861 triệu, giá lăn bánh tại Hà Nội 928 triệu, trả góp tại Hà Nội 288 triệu, giá lăn bánh tại Sài Gòn 911 triệu, trả góp từ 271 triệu, giá lăn bánh tại tỉnh 891 triệu, trả góp từ 251 triệu. Cả nhà muốn biết cụ thể về giá xuất hóa đơn, khuyến mại tiền mặt, phụ kiện, bảo hiểm hay thủ tục trả góp, hãy nhắn tin Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Nghĩa theo số hotline Nghĩa đã đính kèm trên video, đảm bảo tính minh bạch và khuyến mại luôn tốt nhất thị trường. Hyundai Tucson 1.6 turbo tăng áp, giá niêm yết 914 triệu, lăn bánh tại Hà Nội 986 triệu, trả góp 305 triệu, lăn bánh tại Sài Gòn 967 triệu, trả góp 287 triệu, lăn bánh tại tỉnh 947 triệu, trả góp 267 triệu. Cả nhà lưu ý giúp Nghĩa, mức giá lăn bánh ở trên đã bao gồm thuế, biển số, đăng kiểm, bảo trì đồng bộ, bảo hiểm bắt buộc nhưng chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ xe, do khi mua xe trả thẳng thì không bắt buộc. Nhưng nếu cả nhà mua trả góp sẽ phải trang bị với mức phí khoảng 1,2-1,7% giá trị tùy loại xe. Chi phí cụ thể Nghĩa sẽ báo khi cả nhà liên hệ trực tiếp. Và cuối cùng là Hyundai Tucson máy dầu cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Giá niêm yết 922 triệu, giá lăn bánh tại Hà Nội 994 triệu, trả góp 307 triệu, lăn bánh tại Sài Gòn 975 triệu, trả góp 289 triệu, lăn bánh tại tỉnh 955 triệu, trả góp 269 triệu. Trên đây là toàn bộ thông tin mới nhất về giá lăn bánh và trả góp mà chắc hẳn cả nhà đều quan tâm. Nghĩa xin phép dừng video tại đây. Chúc cả nhà luôn luôn bình an, may mắn và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Nghĩa để cập nhật những thông tin mới nhất về giá xe mới, xe cũ vừa về showroom cũng như những kinh nghiệm sử dụng xe, độ xe hết sức hữu ích. Xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo.